Coffee. Introduce. Island. Island. Wonders. Wonder. Water. River. River. Waterfall. Waterfall. Forest. 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 Hey. 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 Desert. 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 Beach. B. And Alice. Valley. Valley. Good. Damn it. Plaster. Excellent. Nào làm gì đấy? Tập trung vào nhá. Plaster. Plaster. Okay. Walking box. Painkillers. Painkiller. Sun cream. Sun cream. Fisher. Shisha. Sleeping bag. Sleeping bag. Rồi được rồi, nghe được rồi, tập lại nhá. Rồi tiếp nhá. Closer look one. Ok, nào tiếp theo nhá, mình sẽ đến với một cái bài đọc. Read the travel guide. Màu xanh ấy, nhìn có chữ con có nhìn thấy không?
Glow Charter. Glow Charter nghĩa là người du lịch khắp, người du lịch khắp thế giới. Travel Guide là hướng dẫn du lịch, được chưa? Hướng dẫn du lịch dành cho người đi du lịch khắp thế giới, được chưa? Chúng ta sẽ có description, đây là phần miêu tả. The Himalayas is a mountain range. It's very special. Why? It contains the world's highest mountain, Mount Everest. Some of the world's longest rivers begin here too. The area is diverse, with forests and many kinds of plants and animals. A travel to the Himalayas is an unforgettable experience. Remember to follow some important advice. You must follow the rules. You must ask before you visit the area. Plan when to visit and the best time. Is visit in between April and June. Often travel alone. Always go in a group. You must tell people where you are going. Carry only necessary things. Buy the right clothes too. You don't need to. You don't need short or t-shirt. Okay. Con đã nghe, con đã, cô đọc chưa, Khánh Linh? Rồi. À, chúng ta sẽ dịch một số những cái từ vựng nhé con nhé. Được chưa? Từ đầu tiên cô có từ guide. Guide ở đây có nghĩa là chỉ dẫn, hướng dẫn. Đọc cho cô nào. Guide. Guide. Hướng dẫn. Tiếp theo cô có từ mountain range. Con có biết từ này có nghĩa là gì không? Có rất là nhiều núi cạnh nhau thì người ta gọi là gì? Gọi là dãy núi, được chưa? Tiếp theo, cô có từ glow charter. Đây là người du lịch vòng quanh thế giới. Tiếp theo cô có từ diverse. Khánh Linh có nhớ diverse nghĩa là gì không con? Khánh Linh đó, đa dạng phong phú nha. Cô chả nghe thấy con nói gì thì. Tiếp theo unforgettable. Unforgettable. Hai chữ T ở đây. Đây là không thể quên. Đáng nhớ. Tiếp theo cô có từ alone. Đây là trạng từ đấy. Có nghĩa là một mình. Nó bị chèn chữ mất rồi. Để đâu nhỉ? Để chưa nào? Carry. Cô có từ carry. Có nghĩa là mang theo. Được chưa? Tiếp theo cô có từ có gì đó? Follow. Nghĩa là theo. Đi theo là làm. Đi theo, làm theo. Được chưa? Advice là lời khuyên. Còn từ nào nữa không? Contain. Ừ, nó là bao gồm. Được chưa? Nào Khánh Linh đã nhìn được những cái từ mới cô ghi trên đây không? À, con không nhìn rõ lắm. Không nhìn rõ lắm hả? Cái này cô chuyển màu đen nhá. Còn cái màu hồng bên kia có nhìn thấy không?
Được chứ đúng không? Hơi. Ok, được rồi. Nào mình cùng đọc lại các từ mới này nhá. Guide. Ai. Mountain range. Mountain Low charter. range. Diverse. Wilders. Unforgettable. Unforgettable. Alone. Along. Carry. Carry. Follow. Follow. Advice. Advice. Contain. Contain. Okay. Guide đó là hướng dẫn, chỉ dẫn. Mountain range đó là dãy núi. Globetrotter là người đi du lịch vòng quanh thế giới. Diverse là đa dạng phong phú. Unforgettable là không thể quên, là đáng nhớ. Alone có nghĩa là một mình. Carry là mang theo. Follow là theo, đi theo hoặc là làm theo. Advice là lời khuyên, và contain nó là bao gồm. Con đã rõ các từ này chưa? Rồi ạ. Ok, nào đi ghi các từ đấy vào vở cho cô nhá. Ghi đi con, hôm nay hơi nhiều từ mới hơn chút.
Con viết xong chưa Khánh Linh? Sắp ạ. Ok, viết nốt đi. Còn thức cố cũng viết xong rồi. Ok, very good. Nào đọc lại các từ mới cho cô nhé. Right. Right. Mountain range. Please. Low charter. Low charter. Diverse. Diverse. Đọc to lên, sao đọc bé thế? Unforgettable. Unforgettable. Alone. Alone. Carry. 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 Đọc, đọc to lên con. Carry. Carry. Advice. Advice. Okay. Và contain. Và contain. Okay. Cô định không dịch bài này cho con, bởi vì cô nghĩ là nếu mà dịch thì con làm những cái bài sau nó không được brainstorm lắm, con không cần suy nghĩ nhiều lắm. Và tuy nhiên thì đối với cái bài này, bởi vì nó quá nhiều từ mới, nó quá nhiều từ mới đối với con, và cũng chưa thể bài khi mà mặc dù là cô có dịch cho con rồi, nhưng mà khi khép vào câu thì nó, nếu mà dịch nguyên gốc như thế thì nó sẽ không được chính xác lắm. Thế nên là bài này cô vẫn dịch cho con nhá.
Được chưa? Còn những cái bài sau thì cố gắng cô sẽ không dịch và con sẽ làm bài trước để cho vào sâu đến cuối cùng, sau khi làm xong các câu hỏi thì cô mới dịch cho con. Thánh Linh nhớ chưa con? Và Ok, cô dịch cho con nhá. Hướng dẫn du lịch cho những người đi du lịch vòng quanh thế giới. Description, ở đây là phần miêu tả. Một chuyến đi tới Himalaya là một trải nghiệm. À đâu, không phải. Và nhầm một phần miêu tả này. Dãy núi Himalaya là một dãy núi này, nó rất là đặc biệt. Tại sao? Nó có cái dãy núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest. Một vài những cái con sông dài nhất trên thế giới cũng bắt nguồn từ đây. Cái địa điểm này thì rất là phong phú và đa dạng, với rất là nhiều tờ rừng và những cái loài động thực vật. Travel tips, ở đây là mẹo du lịch. Một chuyến đi tới đến Himalaya là một trải nghiệm không thể nào quên. Nhớ nhớ hãy làm theo những lời khuyên quan trọng này nhé. Được chưa? Bạn phải tuân theo các quy định. Bạn phải hỏi xin phép trước khi đến thăm khu vực này. Thứ hai, lên kế hoạch nên đi khi nào. Thời điểm tham quan tốt nhất là vào giữa tháng 4 và tháng 6. Bạn không được đi du lịch một mình, luôn đi theo nhóm. Bạn phải nói cho mọi người biết nơi bạn định đi. Tiếp theo là chỉ mang những thứ cần thiết, necessary là cần thiết, được chưa? Nhất và cuối cùng là mang quần áo phù hợp. Bạn không phải mang quần short ngắn hoặc áo phông. Con đã rõ bài này chưa? Khánh Linh, con đã rõ bài này chưa? Rồi ạ. Cô cứ thấy Khánh Linh đang xem cái gì ấy, tập trung vào học con nhá. Tập trung vào học nha. Ok. Nào bây giờ trước khi làm bài thì Khánh Linh thoát ra vào lại cho cô.